54. Bài 54 tương với phần tiếp theo của bài 15 quyển 1. Đầu tiên hãy nhắc lại từ nhân viên. Nhân viên công ty. Công sư trí yuán. Công sư trí yuán. Nhân viên trường học. Xuế xào trí yuán. Có bao nhiêu nhân viên? Yếu đua sào trí yuán. Bây giờ là từ đại khái, khoảng. Tạ cải. Tạ. Tạ. Cải. Cải. Tạ cải. Tạ cải. Đại khái 200 đô. Tạ cải 200 mấy yuán. Tạ cải 200 mấy yuán.